Xin chào quý chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về cách sử dụng chiếc xe Toyota Ray và đồng thời báo giá cho anh chị vừa thời điểm giá bán thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Ray phiên bản 1.0 Turbo có giá niêm yết là 552 triệu, và với cái giá như thế này thì với lăn bánh các biển tỉnh nó sẽ rơi vào khoảng tầm 600 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 180 triệu là có thể mang xe về rồi. Với 600 triệu mới chiếc xe nhập khẩu 5 chỗ gầm cao thì sẽ có gì? Thì đầu tiên em sẽ đi một vòng xung quanh nội thất, sau đó sẽ hướng dẫn cho anh chị về cái sử dụng xe này. Thì ở phần đầu xe em sẽ giới thiệu qua, thứ nhất là ở phần đầu xe được trang bị là cụm đèn full LED này, để cụm đèn sương mù, đèn ban ngày cũng như là hai cảm biến trước. Còn ở phía thân xe thì được trang bị là la răng 18 dạng phay xước. Thì đầu tiên hướng dẫn sử dụng từ chìa khóa, thì đối với đây là được trang bị là chìa khóa thông minh có nút mở ở đây và nút khóa ở hình logo. Tuy nhiên là có một cái hay, khi em cất chìa khóa vào trong người, em đến gần xe, hiện tại xe đang mở cửa, em chạm vào cánh cửa như thế này, cửa xe sẽ khóa lại và gương sẽ cụp lại. Khi mà giả sử em đang đến gần xe để đến vào xe để đi thì em chạm vào đây, không cần rút khóa ra để bấm thì xe cũng đã khởi động được rồi. Còn nói về trong xe, đầu tiên từ trái qua phải là ta sẽ có những cái gì. Đầu tiên ở đây là sẽ là cụm chỉnh gương này, đây là để mở nút mở cửa này, đây là lên xuống kính này, rồi đây là để chỉnh các chế độ gương, cụp gương, mở gương, rồi để ở giữa như này là auto. Còn chúng ta sẽ lật, đây là để điều chỉnh gương bên trái hoặc bên phải, rồi lật lên lật xuống. Và tiếp theo ở phía bên này sẽ là cái cụm điều chỉnh cảm biến trước sau cũng như là tắt chân trượt. Phía bên trên này là có một cái khay để nước này, khay để nước. Tiếp theo nữa là ở cụm vô lăng, là tổng thể cụm vô lăng thì có những cái thành phần như sau. Phía bên tay trái em đang cầm như này, đây là cái cần số, cái cần để điều chỉnh cụm đèn, có chức năng là tắt này, vặn về đây là tắt này, vặn về dấu trừ thẳng vào auto thì là nó sẽ có cảm biến ánh sáng ở trên này, cái nút tròn để cảm biến ánh sáng sẽ giúp là khi cảm biến trời tối thì đèn sẽ bật lên và trời sáng đèn sẽ tự động tắt đi. Còn khi anh chị để ở đây là sẽ bật chế độ đèn ban ngày, nền đêm mi, và đây là bật chế độ đèn chiều sáng, anh chị thấy đây, chiều sáng. Còn cái vòng tròn bên trong này, vòng tròn phía bên trong này sẽ là để bật tắt cái cụm đèn sương mù. Còn gạt lên gạt xuống là để xi nhan, nó cũng giống như các cơ bản như các dòng xe khác. Còn đây là lấy chuyển số sau vô lăng, lấy chuyển số sau vô lăng, cộng và trừ đây. Còn cái cần số tiếp theo là cần số để điều chỉnh cái gạt mưa, thì anh chị có thể điều chỉnh là gạt mưa ở phía, đây là xoay, núm xoay để điều chỉnh cái gạt mưa ở phía sau này, bởi vì đây là mình là xe 5 cửa mà. Còn nếu anh chị gạt như thế này, gạt lên như này thì là sẽ là gạt mưa gián đoạn, gạt một lần. Còn gạt xuống này là gạt chậm này, gạt nhanh, rồi đẩy ra phía sau đây là rửa kính phía sau, mà bóp về phía trước là rửa kính phía trước. Cái này là tính cơ bản. Còn tiếp theo ở cụm vô lăng em xin phép là bật lên, bật cái màn hình của anh chị lên. Vâng, thì ở cái cụm vô lăng này sẽ là điều chỉnh cái cụm điều khiển bàn, màn hình đa thông tin phía bên trong này. Ok, đây là để nút giảm âm lượng này, nút tăng âm lượng, ra lệnh giọng nói, quay lại, thay đổi chip, xem các chip xe chạy được bao nhiêu rồi này, rồi điều chỉnh các cái màn hình đa thông tin phía bên đằng sau xe, như thế này, lên xuống để tăng giảm cái độ sáng của màn hình này, rồi rất nhiều cái chức năng, ví dụ như là cài đặt, rồi thông tin về lái xe. Còn ngoài ra nữa là cái cụm ở phía bên tay trái này, để điều khiển cái màn hình giải trí, có qua bài này, điều chỉnh chế độ âm thanh, nghe gọi. Và điều chỉnh là đây là nút chế độ lái, nút PWR là chế độ lái. Còn phía bên phải của chúng ta đây là cái cụm màn hình này. Cụm màn hình này thì em sẽ làm video để giới thiệu chi tiết. Và nếu mà muốn nghe nhạc qua đài này, qua radio này, qua cả Bluetooth
thì anh chị, hoặc là Android Auto thì anh chị kết nối giúp em qua cổng phía bên dưới này. Còn ngoài ra thì phần này phần cài đặt để anh chị có thể kết nối được với điện thoại hoặc là tùy chỉnh một số cái thông tin khác. Còn phía bên dưới đây là cụm đề này, còn đây là cái núm điều chỉnh tốc độ gió, còn đây là điều chỉnh về nhiệt độ. Đây là nút AC là tắt mật lốc điều hòa, nếu mà AC không sáng thì là điều hòa sẽ không mát, lấy gió trong gió ngoài. Đèn sáng thì là lấy gió trong, còn đèn tắt là lấy gió ngoài. Đây là sấy kính trước này, còn đây là chuyển các chế độ hướng gió, tắt quạt gió này, rồi đây là chế độ auto. Thì chế độ auto là khi mà anh chị lựa chọn cái nhiệt độ thì nó sẽ tự điều chỉnh cái tốc độ gió để nó đạt được cái nhiệt độ ở phía anh chị vừa cài đặt. Còn đây là phía cần số. Cái núm này thì là cái núm lắp thêm cho cái cụm Bacama 60 thôi, thì em sẽ không giới thiệu bởi vì không phải là zin theo xe. Còn cần số thì giống cơ bản giống như các cái cần số khác, là P parking là đỗ, R reverse là lùi, N retro là số trung gian, còn D là để đi, số đi này. Còn gạt sang bên phải cạnh số đi nó sẽ là số giả lập. Cần số cơ bản những chức năng nhiều nhất thì nó sẽ là ở người lái. Còn ngoài ra một số cái chức năng nữa anh chị cần nghiên cứu khi mua chiếc xe này là rất cái đèn, cái xe ô tô của mình có rất nhiều cái đèn chỉ báo, ví dụ như là đèn chỉ báo động cơ này, rồi vô lăng, rồi cái chữ P như anh chị thấy màu đỏ đây, nó sẽ là cái cảnh báo phanh tay chưa hạ, hoặc là cảnh báo bật đèn này, rồi tua máy, đồng hồ, mức độ xăng, tốc độ của xe, số km đã đi được, số km còn đi được. Đấy là rất nhiều cái cảnh báo ở trên này. Và ngoài ra khi mà anh chị sử dụng xe mới thì em có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là anh chị lên xe bình tĩnh chỉnh gương này, góc nhìn của mình nó sẽ khoảng khoảng như thế này, như em như này là vừa. Và điều chỉnh gương thì bằng cách núm ở đây, em giới thiệu đầu video rồi. Sau đó là điều chỉnh ghế này của em đã được của anh chị là điều chỉnh 6 hướng, tiến này, lùi này, bơm cao thấp ghế, ngả lưng ghế là 6 để đạt được cái góc nhìn nó sẽ rơi vào làm sao mà anh chị lái xe thoải mái nhất, tay không thẳng quá cũng không co quá. Và sau đó là nhớ giúp em thắt dây an toàn. Và đặc biệt với xe Toyota này, hoặc là đa số những cái xe Toyota hiện tại thì đều được cảnh báo cái đeo dây cho hai người ở phía trước. Nên là nếu mà anh chị không đeo dây ở cái phía đằng trước, nó sẽ có phát ra cảnh báo cái đèn nháy nháy đỏ đỏ này, là người đeo dây an toàn đấy. Anh chị là lưu giúp em khi mà đi trên xe mới, đóng cửa chưa chặt là cũng sẽ có cảnh báo kêu này. Rồi phanh tay hạ nhưng mà hạ chưa hết thì nó cũng sẽ kêu, hai người phía trước không đeo dây an toàn nó cũng sẽ kêu. Hoặc là anh chị để D, anh chị về D nhá, anh chị về D mà tắt máy này, nhưng mà lại ra cửa xe khóa xe, nó sẽ có một cảnh báo dài, anh chị để ý giúp em. Hoặc là khi mà anh chị để D rồi, anh chị tắt máy rồi, tuy nhiên là khi để mãi nó trả lên thì đấy là do anh chị chưa để cần số VP. Thì đó là một số cái hay quên khi mà mình lái xe lần đầu, nên là em làm video để giới thiệu cho anh chị. Thứ nhất là sử dụng sơ bộ, còn về chi tiết thì chiếc xe này hoặc là bất kỳ chiếc xe nào đã có cái hướng sách hướng sử dụng thì anh chị nghiên cứu cụ thể về cái chức năng đó. Còn em sẽ giới thiệu sơ bộ để anh chị sử dụng xe cũng cơ bản thôi, còn tùy chỉnh sâu xa hơn thì anh chị đọc trong quyển sổ bảo hành giúp em, hoặc là gọi điện cho em sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm. Mà vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị cái giá bán của cái chiếc xe này cũng như là cái hướng dẫn sử dụng của ở phía người lái. Thì bây giờ em sẽ dành ra thêm 1 phút để xuống bên hàng ghế thứ hai. Cách mà hàng ghế thứ hai xuống có một cái lẫy ở đây, gập xuống như thế này thì anh chị là gập hàng ghế thứ hai xuống. Vâng, anh chị cần em giải thích hoặc là giới thiệu thêm về cái cung cấp thêm thông tin gì về xe thì liên hệ cho em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.